Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay ngày cuối cùng của năm phụng vụ, ngày chúng ta cùng cầu nguyện cho công lý hòa bình. Hôm nay như đầu lễ cha chủ tế đã nói, hôm nay cũng là ngày toàn thể hội thánh long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, vua của tình yêu. Thưa cộng đoàn phụng vụ lời Chúa, ngày đại lễ hôm nay nhắc lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu vị vua công chính bị điều ra trước tòa Phi-la-tô trong một vụ án chính trị và tôn giáo. Tại dinh tòa Phi-la-tô, Đức Giêsu vị vua của tình yêu đã khẳng định với người đại diện của quyền lực trần thế rằng: nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc thế gian này thì thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp vào tay người Do Thái. Nước tôi không thuộc chốn này. Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng thôi. Thưa cộng đoàn, suốt hơn 2.000 năm qua, vụ án Giêsu, nhất là cái chết của người trên thập giá, với tấm bảng người Do Thái viết và gắn trên đầu người với ý định chế nhạo người: Inri Giêsu Nazareth, vua người Do Thái. Tấm bảng ấy cùng cái chết của người luôn là lời nhắc nhở cho nhân loại, cho những người cầm quyền trị nước, đặc biệt cho tất cả các Kitô hữu biết rằng Đức Giêsu không phải là vị lãnh đạo bách chiến bách thắng, mà là một vị vua bằng lời giao giảng và sự hy sinh của mình đã lột bỏ cái mặt nạ che khuất thói bất công của thế gian này. Ngài đã lật nhào các quan niệm sai lầm về quyền lực chính trị mà thế gian thường quan niệm. Ngài đã vạch trần sự giả dối, sự bất công bằng việc công bố về một vương quốc của sự thật, vương quốc của công lý và tình yêu. Trong cuốn sách Duket là cuốn cẩm nang cho người trẻ vào đời. Các bạn trẻ nên có cuốn sách này. Các bậc cha mẹ nên mua sách để con cái mình đọc. Bởi cuốn sách này là hướng dẫn của Hội Thánh về các lĩnh vực xã hội. Trong đó chúng ta tìm được những nguyên tắc giúp chúng ta suy tư cho đúng, những chỉ dẫn để chúng ta hành động cho đúng với tin mừng. Cuốn sách này đề cập tới mọi vấn đề của cuộc sống, giúp cho chúng ta khi sống trong xã hội đầy bất công hiện nay, chúng ta tìm thấy con đường cho chính chúng ta, để chúng ta không gục ngã trước những bất công, đặc biệt để chúng ta không tiếp tay cho sự ác. Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, Ngài nói về cuốn sách này như là món quà của Chúa ban cho dân tộc Việt Nam trong lúc mà cả dân tộc này đang khủng hoảng về niềm tin, đặc biệt đang khủng hoảng về ý thức hệ. Chúng ta không biết xây dựng xã hội dựa trên những nền tảng triết học nào. Thì cuốn cẩm nang này, cuốn Duket, cuốn giáo huấn xã hội dành cho người trẻ này thực sự là một món quà của Chúa ban cho giới trẻ Việt Nam, công giáo cũng như không công giáo. Cuốn sách này không phải chỉ dành cho người công giáo, mà cả những người không có niềm tin công giáo, họ vẫn có thể tìm thấy ở đó những nguyên tắc nền tảng, những nguyên tắc phổ quát để xây dựng đời sống xã hội, để đóng góp phần mình cho xã hội. Thì trong cuốn sách Duket này, khi nói về vụ án Giêsu, Hội Thánh nói rằng án đóng đinh Đức Giêsu trên thập giá không phải là thất bại trong sứ mạng của Chúa Giêsu, mà đúng ra là sự hoàn tất sứ mạng của Người. Đức Giêsu đã xác định những tiêu chuẩn cho việc thực thi quyền lực chính trị.
Trước nghịch lý của thập giá, trong đó quyền năng của Thiên Chúa tỏ bày trong sự yếu đuối tột cùng của người con bị tra tấn, toàn thế giới cần phải đặt lại vấn đề về việc đòi hỏi quyền thống trị. Thưa các anh chị em, sách Buket nói với chúng ta, vụ án Giê-xu 2000 năm qua là một vụ án ở đó con Thiên Chúa phải đối diện với một sự đối xử bất công của người đời. Và suốt 2000 năm qua vụ án ấy không ngừng được nhắc lại để mời gọi chúng ta đứng về phía những người bị bất công. Chúng ta được mời gọi đứng về phía Chúa nghĩa là đứng về những con người đang bị bất công ngày hôm nay. Nếu thực sự chúng ta nhận mình là Kitô hữu, chúng ta phải đứng về phía Chúa để giải thoát, để nâng đỡ những ai đang gặp cảnh bất công trong xã hội này. Sách Duquette viết, đứng trước những bất công của xã hội hôm nay, chúng ta cần một trật tự chính trị bảo đảm cho tự do. Nhưng trật tự đó chỉ chính đáng khi thực sự bảo đảm tự do và bảo vệ công dân của mình. Hơn nữa, việc thực thi quyền lực theo Kitô giáo được thể hiện bằng tình yêu và sự phục vụ tha nhân. Thưa anh chị em, trong ngày cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, những lời mặc khải của Chúa Giê-xu trên thập giá cùng những lời giáo huấn hội thánh về vụ án Giê-xu mà chúng ta vừa nêu lên có gợi ý gì cho mỗi chúng ta, những công dân của nước trời, những đồ đệ trung tín đi theo Đức Kitô, vua công chính, vua tình yêu? Ngày lễ hôm nay gợi cho chúng ta điều gì khi chúng ta nhận mình là công dân của nước trời? Trước tiên phải thú nhận rằng, thưa anh chị em, tôi cũng như anh chị em, đôi khi vì hèn nhát nên chúng ta đã bỏ qua rất nhiều tiếng kêu gọi của Chúa trong cuộc đời. Có quá nhiều những tiêu chuẩn mà Tin Mừng đưa ra để giúp chúng ta cùng nhau bắt tay xây dựng một cuộc sống mới ấm no hạnh phúc, nhưng đã không được chúng ta đón nhận. Trái lại, bằng một thái độ có vẻ rất chi đạo đức mà thực chất là thái độ ích kỷ, nào là chúng ta lấy lý do noi gương Chúa Giê-xu, người công giáo không làm chính trị, nào là chúng ta hãy cố, chúng ta bảo nhau hãy cố gắng lo cho gia đình mình thật tốt, vân vân và vân vân. Thưa anh chị em, chính khi chúng ta nại ra những lý do đó, chúng ta đang chối từ chương trình của Chúa, chúng ta đang chối từ người nghèo, chúng ta làm ngơ trước những hoàn cảnh bất công do thể chế xã hội, chính trị hôm nay đang gây ra xã hội và đang tác oai tác quái trong xã hội chúng ta. Chúng ta an nhiên tự tại trước những đau khổ của tha nhân, nhưng vẫn tự hào cho rằng chúng ta là những Kitô hữu đích thực. Chẳng hạn, thưa anh chị em, là những công dân của nước trời được mời gọi sống sứ điệp của mầu nhiệm thập giá, nhìn về xã hội bất công hôm nay, chúng ta phải cương quyết đặt lại các vấn đề về tự do, về quyền con người, về các lĩnh vực xã hội đang tạo bất công cho người dân. Chúng ta phải đòi hỏi quyền lực chính trị phải phục vụ cho công ích, bảo đảm cho sự tự do của mỗi công dân và bảo vệ công dân của mình được hưởng đầy đủ các quyền mà tạo hóa ban cho họ. Nếu đứng trước một chính thể chỉ còn biết còn đảng, còn mình, thì thưa anh chị em, là một Kitô hữu, chúng ta phải hiểu rằng chính thể ấy đang đi ngược lại giáo huấn của Chúa. Một chính thể mà suốt ngày coi dân, coi cha mẹ của mình là thế lực thù địch, thì chính thể ấy không có lý do để được tồn tại. Chúng ta phải nói rõ, dứt khoát như thế. Đó là giáo huấn của Tin Mừng, đó là giáo huấn của Hội Thánh nhắc cho chúng ta. Đứng trước một xã hội bất công, chúng ta không thể làm ngơ, không thể không lên tiếng. Mấy hôm nay, thưa anh chị em, có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra khiến chúng ta không thể không cảm thấy trách nhiệm, dấn thân, liên đới của mỗi người chúng ta. Sự kiện hai ông tướng ngành công an phải ra tòa
vì bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Và những hành vi của họ đã đẩy hàng chục ngàn gia đình phải ly tán. Trước tòa, một vị tướng đã không ngần ngại tuyên bố: tạo hóa cho tôi một bộ đạo quá bé, nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn. Đối với tôi mất tất cả, chỉ còn một trái tim mang mỏng dòng máu của người cộng sản trong lòng. Chị em nghĩ sao về một lời tuyên bố như vậy của một vị tướng công an đã tham gia đường dây đánh bạc, đã đưa hàng ngàn con người bị tán gia bại sản, đến khi mắc vào lao lý, ông vẫn tuyên bố trong dòng máu của mình là một dòng máu cộng sản vẫn đang chảy. Chính dòng máu cộng sản ấy đã làm nên một vị tướng công an mất phẩm chất. Cũng vậy, cách đây 2 ngày, ngày 25 tháng 11, 2018, các báo đồng loạt đưa tin 13 phóng viên báo Thanh Niên đang giữ các chức vụ trong tòa soạn đã bị thôi chức, chỉ đơn giản vì họ không phải là đảng viên cộng sản. Đây chỉ là những chức nhỏ, thưa anh chị em, còn biết bao nhiêu những chức vụ xã hội khác mà con em chúng ta dù có tài năng, đức độ cũng không thể cạnh tranh lành mạnh để được tham gia. Bao nhiêu bạn trẻ sau khi ra trường phải đi chạy Grab, chạy xích lô, chạy xe ôm. Không phải chúng ta không có tài năng, không phải chúng ta không có đức độ, nhưng cơ chế xã hội này không cho phép chúng ta được tham gia vào việc quản lý xã hội. Và chúng ta biết ở nhiều địa phương như báo chí thường nêu lên, có những nơi cả giữa họ làm quan, trong khi quyền tham gia chính trị, thưa anh chị em, là quyền cơ bản của mọi công dân. Đó là cơ hội để mọi công dân góp phần mình xây dựng đất nước. Nhưng vì Đảng Cộng sản tự cho mình quyền cai trị, nên mọi cơ hội của con em chúng ta đã bị cưỡng đoạt không thương tiếc. Riêng đối với người công giáo, chúng ta còn bị tước đoạt nhiều hơn nữa, vì có những ngành, những lĩnh vực mà người công giáo chúng ta không bao giờ được tham gia. Hoặc nếu được tham gia trong các chức vụ xã hội thì chúng ta chỉ được tham gia trong những chức vụ nhỏ, không đáng. Nhất là cho đến thời điểm hiện nay, thưa anh chị em, chức lớn nhất mà một người công giáo có thể giữ trong cơ quan công quyền đó là chức vụ chủ tịch xã. Nhưng những người tham gia vào giữ chức vụ đó thì lại phải là những người đã bị suy thoái về giáo lý và đức tin. Những người đó mới được tham gia trong việc quản lý xã hội. Có một thời người công giáo bị xếp vào công dân hạng 2, trong khi Thượng Đế đã ban cho tất cả chúng ta mọi quyền lợi cơ bản, trong đó có quyền tham gia vào việc điều hành đất nước để làm cho đất nước phát triển và tiến bộ, thưa anh chị em. Người ta tước hết quyền của chúng ta, tước hết con cái chúng ta những quyền mà đáng lẽ con cái chúng ta được hưởng. Chúng ta bỏ hàng đống tiền để giúp cho con cái chúng ta được đến trường đi học. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta đã được không được bình đẳng trong việc chọn lựa, việc phục vụ đất nước và dân tộc. Cũng phải có một câu chuyện khác mới xảy ra gần đây, thưa anh chị em. Cách đây có 2 ngày thôi. Hôm nay tôi chỉ trích dẫn những chuyện cách đây 2-3 ngày thôi, để cho anh chị em thấy cái xã hội này nó bất an đến mức độ như thế nào. Cái số xã hội này nó bất ổn đến mức độ mà mở mắt ra là chúng ta đã thấy những điều đau lòng xảy ra trong đất nước. Cách đây 2 ngày phát biểu tại hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước ngày 21 tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã nói: tôi muốn nói với các đồng chí, không chỉ có một sân sau mà có 2-3, thậm chí là 12, 13, 13, 14 sân sau. Tôi khẳng định không phải là Thủ tướng không biết đâu. Chị em nghe để thấy vị Thủ tướng đã phát biểu những lời rất vô trách nhiệm và coi thường người dân. Nhưng mà điều bi đát, những phát biểu đó vẫn được cánh báo chí nhà nước ca ngợi và coi như mô mẫu của nhà lãnh đạo Việt Nam thời 4.0. Nhà em biết thời 4.0, thời của trí thông minh nhân tạo,
một cái ông thủ tướng mà phát biểu rất vô trách nhiệm như vậy. Biết có 13, 14 sân sau trong các doanh nghiệp nhà nước, nhưng ông vẫn cứ làm ngơ. Và lại còn nói không phải thủ tướng không biết đâu, biết thì phải làm gì, biết là cứ để như thế. Chị em thấy buồn, đau lòng. Trong khi giáo hội, giáo lý của Hội Thánh chúng ta dạy rằng người lãnh đạo phải là người phục vụ, công ích, bảo đảm an sinh xã hội, sống tinh thần liên đới và phục vụ tha nhân. Còn nhiều nan đề khác thưa anh chị em, tôi chỉ trích dẫn 2-3 ngày này thôi. Chúng ta thấy từng ngày, từng giờ trên quê hương này biết bao nhiêu những câu chuyện đau lòng. Chẳng hạn mấy hôm nay, câu chuyện xảy ra tại một trường tiểu học ở Quảng Bình. Một cô giáo đã bắt các học sinh trong lớp 28 em tát bạn 231 cái. Cho đến cú tát cuối cùng là cú tát của cô giáo vào một đứa trẻ 6 tuổi, khiến đứa trẻ đã ngất và phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Câu chuyện vỡ lở cho đến ngày hôm nay. Thưa anh chị em, nhiều những chuyện đau lòng đang xảy ra từng ngày. Tất cả những nan đề đó đòi mỗi người công giáo chúng ta, những thần dân của vua Giê-xu, phải dấn thân để cùng nhau xây dựng một nền văn minh của tình yêu và sự sống như chính Chúa đã dạy. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ, thưa anh chị em, không phải tất cả những ai đã kêu lạy Chúa đều là những sứ giả của tình yêu, đều là những sứ giả của tin mừng, đều là những sứ giả của sự thật và công lý. Có rất nhiều người, ngay cả các vị lãnh đạo giáo hội, đã chọn thái độ im lặng trước bất công, đã lặng thinh nhìn vận nước nổi trôi cho số phận. Nhiều người đã yên lặng dù chỉ để làm chứng cho chân lý, dù chỉ là để nói thay cho những người không có tiếng nói, dù chỉ là để thực hiện đúng sứ mạng loan báo tin mừng mà chính Chúa Giê-xu đã ủy thác cho mỗi người chúng ta khi kêu gọi chúng ta đi theo người. Thưa anh chị em, làm sao chúng ta có thể đem các giá trị của tin mừng vào trong các thực tại xã hội để canh tân xã hội? Làm sao chúng ta có thể công bố sứ điệp yêu thương nếu chúng ta chỉ yêu thương anh em mình, dân tộc mình, đồng bào mình nơi đầu môi chót lưỡi? Làm sao chúng ta có thể loan báo tin mừng nếu chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi? Làm sao chúng ta có thể công bố Chúa là niềm vui, là ơn giải thoát, là ơn cứu độ nếu chúng ta không thực hiện điều mà Thánh Công đồng Vatican II đã nói: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta xác tín rằng, thưa anh chị em, tin mừng dứt khoát dẫn chúng ta đến chỗ phải dấn thân cho công lý, cho tình yêu, cho tự do và cho hòa bình. Đây là những điều tôi trích dẫn trong cuốn Duket, cuốn giáo huấn của Hội Thánh, nói về việc loan báo tin mừng. Tin mừng mà chúng ta loan báo dứt khoát phải dẫn chúng ta đến chỗ dấn thân cho tình yêu, cho công lý, cho tự do và cho hòa bình. Nói như triết gia, nhà bác học, cũng như là vị thần học của người Đức Albert Schweitzer, ông đã nói thế này: ai nghĩ rằng mình là người công giáo, là Kitô hữu vì mình đến nhà thờ, nghĩ như thế là sai. Dù gì đi nữa, bạn không thể nào là chiếc xe ô tô đúng nghĩa nếu bạn cứ ở mãi trong gara nhà mình. Bạn không thể là Kitô hữu đúng nghĩa, giống như chiếc ô tô sẽ không thể là cái ô tô nếu nó cứ ở trong gara. Là Kitô hữu phải lên đường, phải dấn thân, phải ra đường để lấm lem bụi đời. Chúng ta không phải là chiếc xe hơi, chúng ta là những con người, thưa anh chị em. Chúng ta là sứ mạng. Thánh Gioan trong lời tựa sách Tin Mừng thứ tư đã viết về Thánh Gioan Tẩy Giả: có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng cho sự thật và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Đức Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã mặc khải về chính người: tôi đã sinh ra và lớn lên trong thế gian này để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Thưa anh chị em, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả,
Ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng phải tự hào, tự tin, mạnh mẽ mà xác tín rằng có một người là chính tôi đây, có một người là mỗi người chúng ta với tên gọi cụ thể Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C như ông Gioan ngày xưa. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Nguyễn Văn A. Ông được sai đến trên đất nước này để làm chứng cho sự thật, để làm chứng cho công bằng, để làm chứng cho tình yêu thương giữa những con người, để cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương như chính Chúa Hội Thánh mời gọi. Hôm nay ngày cuối cùng, thưa anh chị em, ngày cuối cùng của năm phụng vụ, tổng kết lại một năm sống trong ân huệ đức tin và cùng nhau hướng về phía trước. Trong ý thức là những tín hữu dấn thân cho công lý hòa bình, chúng ta hôm nay được mời gọi nhìn về vị vua Kitô, đấng đã dùng chính cái chết để biểu dương quyền lực của người và bày tỏ cho muôn dân biết con đường lãnh đạo phục vụ trong sự thật, công lý và yêu thương là con đường duy nhất mang đến sự hòa bình và tự do đích thực. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quê hương của mình, cho đất nước chúng ta, cách riêng cho các Kitô hữu trên khắp thế giới được một lòng trung tín, can đảm đi theo vua Kitô. Chúng ta biết rằng thế giới sẽ thay đổi, đất nước sẽ thay đổi nếu chúng ta những người công giáo cùng nhau thay đổi và giúp xã hội cùng thay đổi trong chân lý và tình thương. Thế giới sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi và khi người công giáo can đảm giúp mọi người cùng thay đổi trong sự thật và trong yêu thương. Đức Thánh Cha trong huấn dẫn nhập Duket có viết những lời này: không có cái gì khác sẽ làm thay đổi thế giới mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với người đến những vùng ven và đi vào những lấm lem của cuộc đời mới có thể làm thay đổi thế giới được. Chúng ta cũng hãy đi vào chính trị nữa, hãy đấu tranh cho công lý, cho phẩm giá con người, đặc biệt cho những người nghèo nhất trong những người nghèo giữa xã hội chúng ta. Tất cả chúng ta là giáo hội, vậy thì hãy đoan chắc rằng xã hội này sẽ được thay đổi, rằng giáo hội vẫn đang sống bởi vì giáo hội thừa nhận chính mình bị thách thức bởi những tiếng kêu than của những người bị tước đoạt, bởi tiếng kêu xin của những người khốn cùng và bởi những người chẳng có ai đoái hoài tới. Giáo hội sẽ thay đổi khi giáo hội đứng về phía những người đau khổ, thưa anh chị em. Để kết thúc, tôi xin mượn lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc nói chuyện với công chúng tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 17 tháng 6, 2013. Ngài đã dõng dạc tuyên bố với mọi người thiện chí trên thế giới: các cuộc cách mạng trong lịch sử đã thay đổi các hệ thống chính trị và kinh tế, nhưng không có cuộc cách mạng nào thực sự đã thay đổi tâm hồn con người. Cách mạng thực sự, cuộc cách mạng triệt để làm thay đổi đời sống là cuộc cách mạng do Chúa Giêsu đem lại qua cái chết và sự phục sinh của người. Đối với chúng ta, những Kitô hữu ngày nay và trong thời đại này, các Kitô hữu phải là những nhà cách mạng, nếu không, họ không bao giờ là Kitô hữu. Xin Chúa giúp cho chúng ta khi nhận mình là thần dân của vua Kitô, hãy can đảm để làm một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng của tình yêu, cuộc cách mạng của sự thật, của sự dấn thân cho công bằng xã hội. Và khi đó chúng ta thực sự trở nên thần dân của vua Kitô, vua yêu thương mà tất cả chúng ta khấu đầu tuân phục, cũng như chúng ta nhận Ngài làm vua của cõi lòng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, chúc lành cho quê hương Việt Nam và chúc lành cho mỗi gia đình, để tất cả chúng ta được sống trong sự che chở của Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.